Các bạn thân mến, gần đây trên mạng xã hội đã lan truyền một video của một học giả người Anh, cựu nhà báo Bill Hayston. Ông cho biết, ông đã tìm thấy một bức thư trong cơ quan lưu trữ quốc gia Anh do Tổng lý nhà môn nhà Thanh viết vào ngày 8 tháng 8 năm 1899 gửi cho quân đoàn Anh ở Bắc Kinh. Trong thư đề cập rõ ràng rằng Hoàng Sa không thuộc về Trung Quốc, tác giả đăng video này cũng đã vận động khán giả đăng lên trên mạng xã hội Trung Quốc để người Trung Quốc xem được sự thật lịch sử và hiểu được những yêu sách trên Biển Đông của chính phủ Trung Quốc là hoàn toàn bịa đặt và dối trá. Tuy nhiên, với chính sách kiểm duyệt nghiêm ngặt của các mạng xã hội Trung Quốc như Weibo, Douyin, thì các video của các bạn Việt Nam đăng lên đó đảm bảo chưa quá một tiếng đồng hồ sẽ bị xóa video vì vi phạm chính sách hoặc có thể bị xóa tài khoản vĩnh viễn. Tuy nhiên thì những người Việt Nam yêu nước chúng ta vẫn luôn kiên cường đăng tải những video thể hiện chủ quyền biển đảo, Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, như những người ngư dân Việt Nam kiên cường bám biển, cho dù gặp phải kẻ địch được trang bị đầy đủ vũ khí quấy nhiễu cũng không hề run sợ. Quay trở lại với chủ đề chính, ông Hayton cho biết đã tìm thấy bức thư này khi đọc về vụ tàu chở đồng Bellona trong kho lưu trữ, và nó có thể cung cấp một bằng chứng khác chứng minh việc Trung Quốc nhận quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông là của mình là sai. Cụ thể, theo nội dung bức thư, thì khi đó, con tàu Bellona chuyên chở hàng hóa đồng của Đức bị đắm gần quần đảo Hoàng Sa và những ngư dân Trung Quốc đã tới đánh cắp số hàng hóa trên. Nước Anh thay mặt Đức yêu cầu triều đình nhà Thanh phải bồi thường, nhưng Tổng lý Nha Môn, giống bộ ngoại giao của nhà Thanh tuyên bố rằng quần đảo này không phải là lãnh thổ của Trung Quốc nên chính phủ Trung Quốc không có trách nhiệm và từ chối bồi thường. Ngoài bức thư trên, ông Hayton còn tìm thấy bản sao của một bức thư khác do Tổng đốc Lưỡng Quảng, tức Quảng Đông và Quảng Tây, Đàm Trung Lân viết cho lãnh sự Anh Brighton Benan vào ngày 14 tháng 4 năm 1898. Nội dung bức thư cũng đề cập đến vụ chở tàu Bellona. Thời điểm đó, Tổng đốc Đàm Trung Lân đã viết rằng chính phủ Trung Quốc không thể bảo vệ những con tàu bị chìm ở nơi biển xanh sâu thẳm, The Deep Blue Sea, vậy nên nhà Thanh không thể chấp nhận yêu cầu bồi thường. Cụ thể trong video của mình, ông Hayton nói như sau. Đó là một lá thư từ Tổng đốc Lưỡng Quảng, Quảng Châu, Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc, và anh ấy đề cập đến Hoàng Sa nhưng sử dụng cụm từ đại hải sâu thẳm. Về cơ bản, nó có nghĩa là biển xanh sâu thẳm. Vì vậy, về cơ bản, anh ấy đang nói rằng những hòn đảo này là một phần của biển và họ không thực sự là một phần của lãnh thổ Trung Quốc. Và sau đó là một lá thư thứ hai, và điều này không đến từ chính quyền địa phương nhưng từ các cơ quan có thẩm quyền quốc gia, có khả năng cao là Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào năm 1899, và nó nói về sự mất mát do những vụ đắm tàu đáng tiếc này trên biển khơi. Đây giống như là bản dịch tiếng Anh, nhưng chúng ta có thể tưởng tượng rằng họ có thể sử dụng cùng một cụm từ rằng các thiết bị đã được sử dụng hoặc một cái gì đó tương tự. Vấn đề là họ đang phủ nhận sở hữu quần đảo Hoàng Sa tại đây vào năm 1898 và 1899. Phát hiện trên của ông Bill Hayton đã thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu về Biển Đông, khơi dậy cuộc tranh luận lâu nay xung quanh các tư liệu lịch sử về chủ quyền Hoàng Sa. Ông Stein Tonesson, nhà sử học Na Uy, đồng thời là nhà nghiên cứu Biển Đông nói rằng bức thư có thể khẳng định các nguồn tin khác cho rằng nhà Thanh khi đó không xem Hoàng Sa là lãnh thổ của Trung Quốc. Bức thư mà ông Bill Hayton phát hiện ra trùng khớp với các bản đồ do Trung Quốc phát hành cho đến đầu thế kỷ 20, trong đó lãnh thổ Trung Quốc kết thúc ở đảo Hải Nam. Đây là những bằng chứng khẳng định nhà nước Trung Quốc cho đến thời nhà Thanh không quản lý hay thực thi chủ quyền đối với các quần đảo ở Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa. Ông Nguyễn Nhã, một nhà sử học nổi tiếng của Việt Nam, đã nhiều năm nghiên cứu các văn bản chính thức của nhà nước phong kiến Việt Nam liên quan đến Hoàng Sa, nhìn nhận rằng bức thư mới được ông Bill Hayton phát hiện là văn bản có giá trị khẳng định chủ quyền Hoàng Sa không phải là của Trung Quốc. Mặt khác, ông Nguyễn Nhã khẳng định các châu bản Triều Nguyễn, văn bản chính thức của nhà nước phong kiến Việt Nam, đã khẳng định nhà nước Việt Nam đã thực thi chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa ít nhất từ thế kỷ 17. Có thể khẳng định một điều là trong khi chính quyền triều đại nhà Thanh Trung Quốc vào những năm 1898 từ chối nghĩa vụ và trách nhiệm đối với các vụ việc xảy ra ở Hoàng Sa, thì châu bản đã cho thấy hơn 60 năm trước đó, chính quyền triều đình nhà Nguyễn Việt Nam đã rất quan tâm tới công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển, bao gồm các tàu nước ngoài bị nạn ở Hoàng Sa. Ngoài ra, hiện còn có rất nhiều châu bản triều đình nhà Nguyễn đang còn được lưu giữ tại các trung tâm lưu giữ Việt Nam, viết về các hoạt động của đội Hoàng Sa do triều đình nhà Nguyễn cử ra thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa từ thế kỷ 17. Nội dung các châu bản cho thấy nhà Nguyễn không chỉ chú trọng đến công tác quản lý, khai thác các sản vật ở Hoàng Sa mà còn quan tâm tới việc thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn trên biển đối với các tàu nước ngoài qua lại vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Tiếp nối các hoạt động của triều đình nhà Nguyễn, sau khi đô đốc Đông Dương, chính quyền bảo hộ Pháp đã thay mặt nhà nước Việt Nam tiến hành các hoạt động khai thác,
quản lý và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Nhiều tư liệu liên quan đến các hoạt động của chính quyền bảo hộ Pháp đối với Hoàng Sa vẫn đang được lưu giữ tại các trung tâm lưu trữ của Pháp và Việt Nam. Cách đây 49 năm, ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc đã dùng vũ lực tấn công đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa. Khi đó, đang do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam quản lý theo Hiệp định Geneva năm 1954. Trong 48 năm qua, Trung Quốc đã tiến hành bồi đắp, mở rộng các cấu trúc thuộc quần đảo Hoàng Sa, xây dựng những sân bay chiến đấu, cầu cảng, cho tàu biển và bố trí nhiều thiết bị trên các cấu trúc này, biến chúng thành những đồn điền quân sự trên Biển Đông. Tuy nhiên, theo quy định của luật thụ đắc lãnh thổ, việc Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực cũng như những hoạt động bất hợp pháp của Bắc Kinh thời gian qua không thể tạo ra chủ quyền hay danh nghĩa chủ quyền của họ đối với quần đảo Hoàng Sa, bởi vì trước đó hàng trăm năm, các nhà nước phong kiến Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa hàng trăm năm. Tuy nhiên, có nhiều dư luận trong nước và nước ngoài đưa ra những quan điểm sai trái rằng Hoàng Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm gần 50 năm rồi. Từ đó đến nay, Việt Nam chưa gửi bất kỳ kháng nghị, đơn kiện nào lên Tòa án Công lý Quốc tế hoặc Tòa án Quốc tế. Nếu Việt Nam không có bất kỳ kháng nghị hay đơn kiện nào thì theo luật quốc tế coi như Việt Nam chấp nhận mất Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa vĩnh viễn về tay Trung Quốc. Đây là một quan điểm hoàn toàn sai. Thứ nhất, trong luật quốc tế thì thụ đắc lãnh thổ chỉ thể hiện nếu một quốc gia chính thức từ bỏ hoặc im lặng không lên tiếng phản đối chính thức. Trước một hành động xâm chiếm trái phép lãnh thổ đó thì mới bị coi là đánh mất chủ quyền trên lãnh thổ đó. Ngay khi Hoàng Sa bị xâm chiếm, phía Việt Nam Cộng Hòa là bên đang quản lý thực tế Hoàng Sa và Trường Sa đã lên tiếng phản đối hành động vi phạm này của Trung Quốc. Năm 1988, khi Gạc Ma bị xâm chiếm bằng vũ lực, chính quyền Việt Nam đã liên tục ra các văn bản phản đối hành vi bất hợp pháp này. Chúng ta cũng đã ban hành rất nhiều công hàm tại Liên Hợp Quốc cũng như các tuyên bố liên tục hàng năm để tiếp tục phản đối hành vi xâm phạm trái phép này. Như vậy, chúng ta đã và đang sẽ vẫn tiếp tục các hoạt động duy trì chủ quyền của mình với Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu. Và vì thế không có chuyện là chủ quyền của chúng ta sẽ bị mất. Mà ngược lại, hành động xâm chiếm bất hợp pháp bằng vũ lực thì mãi mãi sẽ không được công nhận chủ quyền dù bên xâm chiếm đang kiểm soát phần lãnh thổ đó. Thứ hai, nói một cách thực tế thì Việt Nam chưa đủ lực để đối đầu trực diện với Trung Quốc. Sau cả chục đời phong kiến bế quan tòa cảng, rồi một thế kỷ bị bóc lột của người Tây và Việt Nam yếu cả về vị thế. Mặc dù những năm gần đây, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đã được nâng cao, nhưng khi so với các cường quốc như Trung Quốc hay Mỹ thì chúng ta vẫn không thể cạnh tranh nổi. Đến như Trung Quốc luôn tuyên bố rằng Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc và Đài Loan đã tách khỏi Trung Quốc từ Thế chiến thứ hai, chính xác là từ năm 1949. Tại sao Trung Quốc không lấy lại ngay mà phải đợi đến thời điểm gần đây khi đã trở nên mạnh mẽ hơn thì mới dục dịch lên kế hoạch để lấy lại Đài Loan? Trung Quốc cũng chưa xuống tay một cách dứt khoát vì còn phải e dè Mỹ và đồng minh. Ai biết được sau này Việt Nam chúng ta hội tụ đủ sức mạnh và trí tuệ để tạo ra một thế hệ tiếp nối Chủ tịch Hồ Chí Minh, những con người tài năng, dũng cảm và đầy sáng tạo. Chiến tranh là thứ không thể tránh khỏi, lịch sử đã dạy chúng ta như thế. Những kẻ luôn thắng trận là những kẻ luôn sẵn sàng nhưng luôn tránh đối đầu. Còn các bạn có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy comment quan điểm của bạn nhé! Cảm ơn bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.